Thưa quý vị và các bạn, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp chính cần thực hiện để chủ động nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh trong dịp Tết. Theo đó thì có 7 nguyên tắc phòng chống dịch bệnh ngày Tết bao gồm. Nguyên tắc thứ nhất, giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển lạnh, ủ ấm cho trẻ em khi đi xe máy, khi ra ngoài trời. Làm việc ngoài trời, ra ngoài trời vào ban đêm, sáng sớm, phải mặc đủ ấm. Lưu ý giữ ấm bàn chân, bàn tay, ngực, cổ, đầu. Nguyên tắc thứ hai, tránh tiếp xúc với người đang có dấu hiệu bị các bệnh truyền nhiễm như cúm, bệnh đường hô hấp, tiêu chảy, sởi, rubella, thủy đậu, hạn chế đến chỗ đông người. Nguyên tắc thứ ba, ăn uống đủ chất, đảm bảo dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả để giúp cơ thể tăng cường dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng. Ăn cân đối các nhóm dưỡng chất, tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Uống nước ấm, tránh ăn uống những thức ăn, nước uống lấy trực tiếp từ tủ lạnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không ăn tiết canh, không sử dụng da cầm hoặc sản phẩm từ da cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc để chế biến thực phẩm. Nguyên tắc thứ tư, tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch đối với các bệnh có vaccine phòng bệnh. Nguyên tắc thứ năm, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh gia đình, giữ ấm nhà cửa. Nguyên tắc thứ sáu, đảm bảo vệ sinh cá nhân thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối. Nguyên tắc thứ 7, khi có các dấu hiệu bị nghi bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời.